cấp tốc triển khai tên lửa Patriot cùng 3.000 binh sĩ tới Trung Đông, Iran nóng dẫy. Defense Blog đưa tin, không quân Mỹ được cho là đang triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 tới Trung Đông sau các vụ biểu tình đông người bao vây đại sứ quán nước này tại Baghdad, Iraq hôm thứ Ba vừa qua, và nhất là sau vụ không kích sát hại một viên tướng cấp cao của Iran vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Nhà báo Babak viết trên tài khoản Twitter của mình hôm thứ Sáu, 3 tháng 1. Không quân Mỹ, hay còn viết tắt là USAF, hiện đang triển khai các thiết bị hạng nặng, trong đó có cả hệ thống tên lửa đất đối không Patriot PAC-3 trên 3 chiếc máy bay vận tải C-5M tới Jordan nhằm tăng cường khả năng phòng không bảo vệ các căn cứ quân sự trước nguy cơ bị vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tấn công bằng tên lửa hành trình và đạn đạo. Theo nhà báo này, quân đội Mỹ quyết định điều khiển thêm các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Patriot tới địa bàn là để đối phó với các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, nhiều khả năng sẽ được lực lượng không quân vũ trụ của IRGC phát động trong thời gian tới. Trong khi đó, thì theo kênh truyền hình CNN của Mỹ đã thông qua kế hoạch triển khai thêm từ 3.000 đến 3.500 binh lính tới Trung Đông sau vụ ám sát tướng cấp cao Iran Qasem Soleimani. Trang Express của Anh cũng cho biết, không quân Hoàng gia Anh đã triển khai một máy bay trinh sát Sentinel tới Trung Đông nhằm hỗ trợ tăng cường an ninh cho các căn cứ của nước này trước lo sợ Iran sẽ trả đũa sau vụ không kích của Mỹ giết chết tướng Qasem Soleimani. Chiếc Sentinel được phát hiện thấy đã rời căn cứ của nó ở Cyprus để bay tới Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố, an ninh và an toàn của các quân nhân Anh có tầm quan trọng hàng đầu. Chúng tôi liên tục xem xét các biện pháp bảo vệ lực lượng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không bình luận về các hoạt động bảo vệ cụ thể. Anh hiện đang triển khai khoảng 400 binh lính ở Iraq để tham gia hoạt động huấn luyện cho quân đội Iraq tại đây. Trong diễn biến liên quan trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh không kích giết chết thiếu tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, đồng thời cũng là một nhân vật rất có quyền lực và ảnh hưởng ở Iran. Tướng Soleimani, người giữ vai trò chỉ huy các chiến dịch quân sự của Iran tại Iraq và Syria, đã bị quân đội Mỹ tấn công trong lúc mà các đồng minh địa phương thuộc lực lượng Tổng động viên Iraq, PMU, lái xe đón ông ra khỏi sân bay quốc tế Baghdad. Lãnh đạo PMU, ông Abu Mandian Muhandis, một đồng sự thân cận của Soleimani, cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Hesameddin Ashena, cố vấn của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, cảnh báo Washington đã vượt qua giới hạn đỏ khi tiến hành ám sát tướng Qasem Soleimani và do vậy sẽ phải đối diện với những hậu quả do chính mình gây nên. Ông Hesameddin Ashena cũng tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã đẩy nước Mỹ vào những tình thế nguy hiểm nhất trong khu vực. Phải chăng Mỹ đang rầm rộ đưa quân đến Trung Đông để chuẩn bị tấn công Iran? Theo Sohu, tất cả các dấu hiệu hiện nay đều cho thấy việc tiêu diệt tướng Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, không phải là mục tiêu cuối cùng của Mỹ. Dữ liệu mới nhất do mạng Flight Radar 24 công bố cho thấy, sau khi tấn công tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của Lữ đoàn Thánh chiến Iran tại Iraq, Mỹ đã nhanh chóng tăng cường binh lực đến Trung Đông. Sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị tấn công, Lầu Năm Góc đã khẩn trương điều động 3 máy bay vận tải C-17A chở lực lượng của Sư đoàn Dù 82 từ Kuwait đến Iraq, nhưng hoạt động điều động binh lực của Mỹ không dừng ở đây. Từ tối mùng 1 tháng 1 đến sáng sớm mùng 3 tháng 1, 17 máy bay vận tải C-17A liên tục xuất phát từ căn cứ Bắc Carolina và Kentucky của Mỹ, đưa lực lượng đến Trung Đông. Sohu dự tính rằng, với việc sử dụng C-17A xuất phát từ hai căn cứ trên cho thấy, trong đợt tăng cường quân đến Trung Đông lần này, ngoài Sư đoàn Dù 82, còn có Sư đoàn Dù 101 của Lục quân Mỹ. Căn cứ theo nơi hạ cánh của C-17A, thì Sư đoàn Dù 82 được điều đến bố trí ở Kuwait, còn Sư đoàn Dù 101 được đưa đến Iraq. Hai quốc gia này đều là láng giềng của Iran. Số lượng máy bay vận tải C-17A di chuyển từ Mỹ đến Trung Đông trong 48 giờ qua cho thấy quân đội Mỹ đã điều động ít nhất 4.000 binh sĩ đến các căn cứ ở Iraq và Kuwait. Đáng chú ý là sau khi các máy bay C-17A đưa lực lượng đến Trung Đông, 3 bay vận tải chiến lược lực sĩ bay C-5M tiếp tục xuất phát từ Mỹ bay đến khu vực này. Đây là máy bay chuyên chở vũ khí trang bị của Mỹ. Trong đợt vận chuyển lần này, số lượng vũ khí trang bị mang theo có thể là lựu pháo M777 của Sư đoàn Dù 82, hệ thống tên lửa phòng không dã chiến, trực thăng Black Hawk, các loại xe công trình và xe đảm bảo hậu cần. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng là Mark Esper cũng từng thông báo là Mỹ sẽ tiến hành một loạt các điều chỉnh quân sự. Theo đó, sẽ tăng thêm ít nhất 750 quân đến Baghdad và sau đó sẽ điều động ít nhất 4.000 quân từ sư đoàn dù 82 đến đồn trú tại Kuwait. Sự điều động này là một trong các hoạt động điều chỉnh quy mô lớn của Mỹ ở Trung Đông, và đây cũng được coi là hoạt động triển khai quân sự của Mỹ nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích của Iran trong thời gian tới. Được biết, sư đoàn dù 82 là lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Mỹ. Đơn vị này đã tham gia vào cuộc chiến Panama năm 1989 và chiến tranh vùng Vịnh năm 1990. Đây là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ trong các hoạt động luồn sâu đánh địch. Trang bị của lực lượng này chủ yếu là thiết bị hạng nhẹ để có thể nhanh chóng triển khai trên toàn cầu. 13.000 quân của sư đoàn này có thể bố trí tại bất cứ địa điểm nào trên toàn cầu chỉ trong 12 ngày, và đơn vị tiền trạm của lực lượng này có thể nhanh chóng triển khai trong vòng 24 giờ. Do đó, trong 48 giờ qua, sư đoàn này có thể đã hoàn thành bố trí 2 đơn vị sẵn sàng chiến đấu ở Kuwait, có thể tham gia chiến sự bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sư đoàn dù 82 và 101 để phát động một cuộc tấn công vào Iran thì vẫn là chưa đủ, do lực lượng này chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ và Mỹ cần thêm nhiều vũ khí hạng nặng và lực lượng tinh nhuệ khác thì mới có thể đủ sức tham chiến ở Trung Đông.